Đội quản lý thị trường số 10 Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 10 bất ngờ kiểm tra hàng loạt cửa hàng chuyên kinh doanh mua bán linh kiện điện thoại để kiểm đếm làm rõ nguồn gốc các mặt hàng. Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng kinh doanh linh kiện điện thoại nói trên vẫn đang hoạt động, khách hàng ra vào đông đúc. Hàng hóa được mua bán nhiều nhất là các loại tai nghe, sạc và linh kiện đồ chơi điện thoại. Những sản phẩm này mang đến những mối nguy hiểm về cháy nổ cho người mua khi sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, khi đoàn công tác hỏi về nguồn gốc xuất xứ của các loại linh kiện thì chủ nhiều sạp hàng tại đây nói không biết hoặc nói nhập từ Trung Quốc và lý giải do là hộ kinh doanh gia đình nên những mặt hàng mua bán qua lại là giấy viết tay nên không có hóa đơn. Dạ, về lượng hàng hóa, số lượng mình gần như là mình có thể kiểm soát nhưng mà một phần nào đó là mình không có kiểm soát được anh. Với phần là mình kinh doanh theo kiểu hộ gia đình thì mua bán giữa cửa hàng qua lại thì nó cũng hóa đơn viết tay là cũng có. Rồi cũng có một số mặt hàng thì nó cũng không có hóa đơn. Em nhập hàng từ Trung Quốc, cũng có những cái em mua lại của các anh em bạn hàng, chia lại bạn hàng. Nên đôi khi có nhiều cái nó cũng sẽ không có hóa đơn. Theo lực lượng chức năng, trong những năm gần đây thường xảy ra các vụ cháy nổ khi sử dụng điện thoại. Đó là một phần do người dân sử dụng các thiết bị phụ kiện trôi nổi giá rẻ. Dù lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra nhiều lần, tuy nhiên tình trạng buôn bán thiết bị điện thoại nhập lậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện thoại di động phụ kiện ngày càng tăng cao, vì vậy ngày càng có nhiều cửa hàng đã được mở ra để cung cấp cho người tiêu dùng. Đại diện đội quản lý thị trường cho hay, do số lượng hàng hóa kiểm tra tại các cửa hàng này rất lớn nên việc kiểm đếm sẽ phải kéo dài từ 1 đến 2 ngày tới mới hoàn thành.